Trong chợ thủ đô hồi xưa còn nhỏ đi mua cà phê cho ba của mình à, đó. Chuyên gia xây cà phê bằng cái này nè, bữa nay gặp lại trong chợ thủ đô trời. Lâu lắm rồi, gần 37 năm rồi. Dạ, hồi xưa con nhớ là ở nhà con mỗi con đi, ba con sai con đi mua cà phê đó. Là cứ đến là họ bắt đầu cho cà phê xong họ vô trong máy nồi xay, trời đã vậy. Bây giờ vẫn vậy luôn hả chú? Vẫn vậy luôn hả? Quá trời không? Năm 80 bán rồi đó. Dạ, năm 80 hả? Bán từ năm 80 hả? Đó. Bây giờ mà người lớn tuổi hiện tại họ đang mua cái loại cà phê nào bên chú? Rất trẻ thì người tối. Dạ. Rất già già thì cái uống ở đây mà. Dạ, dạ. À, mua ủng hộ chú 100 gram đi. Đó. Loại nào ngon nhất? Ngon nhất hả? 50 ngàn hả? 50 ngàn có. Ngon nhất là 80 ngàn, 100 gram. Hàng nào là hàng đó. 80 ngàn là loại gì chú? Phải hàng xuất khẩu. Xuất khẩu à? Là cà phê gì? Cà phê. Okay. 80 ngàn đồng 100 gram. Rồi, mà không biết ba mình vợ còn đúng rồi. Chắc rồi. Ok, mua luôn. 80 ngàn hả? 80 ngàn 100 gram là 800 ngàn đồng ký hả? Wow. Chắc rồi. Nghe mùi thơm lắm mà nó 80 ngàn. Thì không được rồi, lấy hàng 50. Thôi lấy 50 đi. Không có sao nói vậy thôi. Dạ, lấy lại 50 nha. 50 ngàn 100 gram là cho 500 ngàn ký. Đây đi. Hàng thiệt. Chất lượng thiệt. Hàng là 5 thuộc. Còn rẻ hơn chút á, hãy dù 30 có. Hàng trời ạ. Còn rẻ hơn nữa, hàng bông khách có 16 ngàn. Vậy có nghĩa là 50 ngàn là hàng buôn ma thuộc. 80 ngàn cũng là buôn ma thuộc luôn. Cái thuộc nhưng mà hột nó đỏ hơn. Dạ, à, không có đỏ hơn. Ý là nó già hơn. Nó già hơn đúng không ạ? Thôi chú lấy luôn lại 80 đi. Rồi. Mang về cho ba con thẩm định. Khó chứ. Chất nha. Nguyên chất ha. 80 ngàn ha. Ba con chú uống cà phê. Rồi 80 ngàn đồng. Rồi cái này là... Đây không? Cái này đỏ luôn. Mà cái đặc biệt này không có ghi giá ha. Đúng rồi, không có ghi giá. Không có giá. Ở cái hàng là được rồi. Ở lấy này đi. Dạ, xây rồi hả? Xây nè, nó đang xây nè, đó, nó xây nè, là gì nè các bạn. Lâu lắm rồi. Đây, trời ơi. Đang mấy giờ, chú? Coi như là 6 giờ sáng, tới 12 giờ trưa. 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa. 6 tiếng hồ. Ngoài cà phê ra, cái loại trà là hiện tại là người Hoa mình mua nhiều chút. Nhiều rồi đó. Muốn hương nào cũng có. Hương nào cũng có, không uống trà mà trà đó, trà ngon á. Trà ngon, tại vì nó là trà xanh, ví dụ can Âu hay can vàng rồi đó. Dạ. Nó có hết rồi nè. Âu Long. Thơm quá trời thơm. Đó. Thơm cái hộp này, đó, hộp Tết nè, đó. Nhiêu tiền chú? Một hộp cái là 200 ngàn. 200 ngàn là 100 gram không? 100 gram. 100 gram. Hơn 100 gram. Âu Long. 200 gram. Khối lượng tịnh 100 gram. Cộng luôn cái hộp luôn, chắc ra 200. Thôi dù sao cũng là kỷ niệm. Kỷ niệm thôi. Ôi cái đồ này. Không biết giờ còn mấy chỗ bán loại này nữa. Alo. Rồi 80 ngàn. Lấy cái tấm che nắng che mưa ra rồi quay lại một lần nữa. Xưa mà thấy cái này là thấy vui lắm. Vui ừ. Rồi. Ok. Rồi chụp cái hình rồi đi. Chợ thủ đô quận 5.